Hana. Nên trận đấu này có lỗi gì mong các bạn bỏ qua. Vâng, Hana, xin chào em. Vâng, rất ngày hôm nay thực sự là một vinh hạnh quá lớn khi mà em được cast cùng một caster tập sự như là anh Kazima, một người mà cũng có rất nhiều kinh nghiệm ở cái map thi đấu Mirage này. Không biết là một bài thơ Nắng Mirage làm nên tên tuổi của anh có thể ngâm một vài câu cho các bạn trên kênh chat có thể nghe cho đỡ buồn ngủ được không ạ? Tầm này tôi mà ngâm thì có khi trạng thái buồn ngủ nó lại tăng lên. Nên là thôi, trận đấu đã bắt đầu rồi, chúng ta không ngâm ngủ như đây hết nữa. Vâng, như vậy xuất phát bên phía City Side trước là Black City và Zichu ở bên phía T Side thôi. Đây là map pick của Zichu Esports mà. Vâng, và đội hình của các thành viên bên phía của G2 Esports ở map thi đấu đầu tiên thì họ đã giành một chiến thắng khá thuyết phục trước đội tuyển Complexity. Nhưng ở đây thì Amanek đã có cho mình cái đầu anh chàng Blame F rồi. Lợi thế về người đang là khá rõ ràng dành cho đội tuyển G2 Esports. Poison đang có một tình huống đẩy ra, Poison có một chứ không thể nào có hai JK đổi bạn cho người đồng đội mình cũng là cực kỳ nhanh. Vẫn còn một người nữa cùng một connector, Zaxi có cho một cái double kill. Nhưng ngay lập tức thì Nato Savic đã đẩy ra kịp thời, tình huống đưa về là 1v2 dành cho các thành viên Complexity. Thực sự sẽ là rất khó để Nato Savic có thể retake trong tình huống này. Rõ ràng những tình huống combat liên hoàn ở khu vực mid cũng như là B-shot rồi. 1v2, Nato não to như phích, liệu anh có thể làm gì trong tình huống này đây? Đoán có người jungle, không có đâu bạn ơi. Vâng. Có vẻ như đã biết rằng là sẽ có hai người kẹp ở khu city rồi, quyết định trả smoke và defuse luôn. Vâng, defuse luôn. Anh này kỳ ta. Ơi, bạn Nato bạn sao ấy nhờ? Vâng, rất hay đánh từ phía của Nico, tỷ số đã là 1-0 dành cho G2 Esports rồi. Chúng ta có thể thấy là một tình huống mà Zichu họ tới đẩy ra tới ba người khu vực mid và bắn ngay từ khu vực mid luôn. Không phải phải nghĩ nhiều. Một round thi đấu mà đội hình các thành viên G2 toàn bộ cá nhân của họ đã tỏa sáng. Vị trí của Zaxi và có một tình huống flick có thể nói là cũng tay rất to. Và với việc mà giành được cho mình round thi đấu chiến thắng đầu tiên này thì lượng trang bị của họ sẽ là nhỉnh hơn Complexity khá nhiều. Rõ ràng là các thành viên muốn những ngôi sao trắng, họ cũng là một team sở hữu player có khả năng sử dụng cầu đè là vô cùng tốt. Và hy vọng của họ sẽ là giành chiến thắng cái second round này để khiến các thành viên G2 Esports vào thế yếu tiền. Cùng chờ xem họ có làm được hay không đây. Di chuyển rất đông người tôi cùng biết đồ. Tiếp tục là một đánh chiếm mid đến phía Zichu thôi. Hunter đang cho mình góc đứng tương đối là đẹp. Vâng, trả ra quả smoke rồi, có khả năng cao sẽ tràn ngay vào khu bonsai A chàng. Vẫn đang rất chậm rãi mà thôi. Bắt đầu chiếm mid rồi. Những quả lửa được trả lên khu B-shot và sẽ là một tình huống đánh mid 2A. Nexa sẽ là người đi đầu với một khẩu Mark 10 đây. JK đang đấu súng với Nico trên khu vực Palace. Hunter đẩy vào trong jungle, phát hiện ra một người Blame F ngay lập tức nằm xuống. Nhìn thấy thêm được cả một thành viên nữa ở City. Nato Safix hoàn toàn không thể nào đẩy ra được trong bom sai. Zexy có trong cái double kill. Bom sai hoàn toàn clear quả C4 này chắc chắn sẽ đặt thành công mà thôi. Istar cố gắng bắt đi cho mình cái tên Hunter và đã thành công rồi. Nhưng 2v4 thực sự là không thể nào giành được chiến thắng đối với đội hình Complexity được. Tỷ số chắc chắn sẽ là 2-0 dành cho G2. Vâng, một tactic rất là dứt khoát, mạch lạc và tròn vo đến từ phía Zichu, không ngượng ngùng. Lao ra khu vực mid, chiếm cho mình những vị trí quan trọng, sau đó đánh thẳng vào khu vực A. Tuy rằng Nico có một tình huống đấu súng ở lầu A tương đối là mất nhiều thời gian, nhưng không sao cả. Zichu vẫn có cho mình một round chiến thắng thôi, 2v4 và các player phía Complexity họ đang đi set cho mình những khẩu Deagle rồi. Xếp lại là những khẩu DE cùng với cái giáp 1 này sẽ phần nào đó củng cố niềm tin cho Complexity trong round thi đấu sau khi những thành viên còn lại của họ sẽ phải eco. Vị trí của Poison hoàn toàn có thể hấp bài được thành công. Nhưng nếu như để thua round thi đấu này thì Complexity vẫn có thể full bài được round thi đấu thứ tư. Và có lẽ cơ hội cho Những họ. khẩu Deagle gọi là những khẩu Deagle niềm tin đấy được giữ lại ở những cái round đấu thứ hai dành cho round thứ ba. Vâng, hai niềm tin dành cho phía của team Complexity, liệu có thể làm được gì hay không đây? Trên tay của Istak cũng như là trên tay của não to như phích. Bây giờ thì Blame F có cho mình một niềm tin thứ ba rồi. Vẫn là một khẩu DE được up lên đến từ anh chàng này. Jack có một góc đứng khá bố đời ở mid. Có thể thấy là Jack map thi đấu này đang rất vào tay. Và truyền thuyết đô thị kể lại đấy là Jack vào tay map nào thì map đấy anh ấy sẽ hủy diệt toàn bộ đối phương. Nhưng vừa rồi là một quả flash úp ra trắng cả địch lẫn ta.
stack đến tận 4 người ở bom site B đến từ Complexity. Một tactic hơi giống Captain Zerg, rách gì sẽ là người đầu tiên tank vào, có cho mình mạng của bài trắng Istak rồi. Double kill, có biết rằng trong site còn hai người nữa không đây, Hunter có một, Hunter không thể có hai. Poison và Playmap liên tục lên tiếng ở đây, Nexa đã có tình huống tank vào rất tốt. Nhưng tình huống này thực sự là quá khó giành vị trí của Playmap khi mà anh chàng này dường như đã lộ vị trí của mình rồi. Và Hunter có một tình huống móc máy thành công. 3-0 giành cửa eSports vô cùng dễ dàng. Tùy rằng là Complexity vừa có cho mình một round thua những cái stack khu vực B rồi là tôi đánh giá là rất là hiệu quả. Vâng, thắng như thua đến từ phía của G2 eSports khi họ bị mất tới 3 súng. Và giờ đây có sẽ phải có những player sử dụng cho mình những khẩu Gali thôi. Vâng, Poison anh bắn những cái khẩu USP này nó cực sức sự dính. Vâng, đến round thi đấu thứ tư của trận đấu này thì bây giờ các thành viên phía Complexity họ đã có thể full buy được thành công. Vị trí của Poison có ốp nhưng vừa rồi là một tình huống bút theo kiểu người nhà quê. Rất may mắn là bên phía G2 Sport họ cũng không quá mặn mà với khu vực lầu B này. Nếu không thì Complexity có khả năng rất cao sẽ mất đi một nhân sự từ sớm. Vẫn là một đội hình cơ bản mà thôi. G2 Sport họ có thể thấy là một đội tuyển khá thích chiếm mid. Có lẽ là một phần nào đó ảnh hưởng từ phong cách bắn của Nico từ thời còn ở FaZe Clan. Để xem full buy như thế này thì Complexity có giành chiến thắng được hay không đây. Nico vừa có cho mình tình huống di chuyển lên lầu A nhưng giờ đi về rồi. Một khẩu OK trực diện đến từ Poison ở khu vực lầu B. Thế này tương đối dành khó dành cho phía player Jack, phía player Nessa của Zichu. Bằng trả lửa ra rồi. Vẫn quyết định là tiến vào trong. Nexa đang có đứng khá đẹp và có vẻ như Poison chưa biết điều này. Bắt đầu kéo tâm ra check rồi. Đội hình của iSport họ vẫn đang hầu rất đông ở khu middle. Với thế đứng này của Nexa cùng với khoảng tham binh còn lại là khoảng 40 giây thì khả năng rất cao sẽ là tình huống đánh mid 2B. Trả smoke ra khu vực cửa sổ, sau đấy liên tục nhồi flash vào connector sẽ là một tình huống đánh mid 2B thật đến từ đội hình của các thành viên G2 eSports. Nhưng ở đây Istar có cho mình cái double kill, Nico chỉ kịp thời đổi mạng người đồng đội mình mà thôi. Blamef vừa bị nướng bởi cái tên Hunter. Con này vàng ngơ ngác thì không thể nào đạp chết được bác tự săn JKS. Một mình cảm thấy đơn độc quá. Vẫn bắt được Hunter thành công, phát hiện ra một người ở khu vực connector. Liệu rằng Nico có thể làm tốt hơn người anh chàng của mình hay không đây? Câu trả lời là không. Một khẩu mắc 10 cuối cùng trong tay của Nexa cũng không thể nào làm nên chuyện vào round thi đấu đầu tiên đã có dành đội hình Complexity. Một tình huống mà tôi cho rằng là có vẻ như là cái quyết định đánh vào mid 2B của Zichu đã thay đổi sau khi mà Nexa báo rằng là trên lầu có một khẩu AWP thì phải. Họ lại quay ngoắt sang đánh về khu vực bom xe A. Và như vậy chúng ta nhìn thấy là rõ ràng là khu vực B thì bom xe B thì bên phía Complexity họ làm rất tốt. Tỷ số đã là 3-1 rồi. 3-1 và đây sẽ là một key round dành cho đội hình G2 Esports. Nếu giành được chiến thắng trong round thi đấu này thì Complexity hoàn toàn có thể gỡ hòa được thành công. Hầu 3 người tại khu vực Palace. Tactic có thể nói là khá mới, bây giờ tanh ra đầu tiên đến từ Nico bắt ngay được cái tên JKS rồi. Không có bất cứ player nào bên phía City đến từ Complexity cả. Nico có cho mình cái double kill. Hai mạng gục là đủ để đội hình G2 Esports chắc chắn có cho mình round thi đấu chiến thắng. Khi đội hình Complexity có vẻ họ sẽ đi xếp trong round thi đấu này, cơ hội gần như là một con số không tròn trĩnh. Góc đứng này của Amadek cũng sẽ bắt tất cả những player nào bách từ đường jungle về và đi xếp thôi. 4-1 dành G2. Dường như có một chút lag nhẹ đến từ phía các player Complexity khi mà Nico anh ấy quẩy kinh khủng ở khu vực bom site A, đẩy ra một mạch giết người trong bom site, nhưng mà hai player ở khu vực connect vẫn đang nhìn đi đâu đó không quay súng lại. Khá là dị. Nexa còn bắt đi thêm một cái tên Blamef nữa thì lượng kinh tế của Complexity thực sự sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Một mạng Exit Frag dành cho NATO Safix cũng không thay đổi được quá nhiều. Chúng ta vừa nhìn thấy cái tình huống gọi là đi không số lui đến từ phía ở Nico. Quá là mạnh mẽ. Vâng, có vẻ như Zichu bắt đầu vào hen rồi. Vào hen hay thì không bài thì cố đến từ phía Complexity. Thật ra vào hen hay không thì cũng không rõ. Và Amanek bây giờ đang có một cái đi là 1-4. Có vẻ như anh chàng này vẫn chưa thực sự chơi game quá nhiều. Để Poison có một góc kế ốp trực diện của Palace và bắt đi được cái tên Nico. Player làm mưa làm gió round thi đấu vừa rồi, round này chết chảy. Blamef và JKS liên tục có cho mấy mạ gục. Hunter có một chứ không thể nào có hai.
thủ sai vô cùng chắc chắn đấy, đội Complexity. Một bất ngờ dành cho phía Di Chui khi mà Poison anh liên tục bắn ốp ở khu vực lầu B thì nay đã thuyên chuyển khu vực lầu A. Ở lầu nào anh cũng làm cũng tốt. Vâng, ở lầu nào anh làm cũng tốt. Rõ ràng như thế rồi. Ui, Ui, Nico một gương mặt không hiểu gọi chuyện là gì thể hiện xảy sự ra. khó hiểu. Vâng, khó hiểu. Giống như một câu nói khá nổi tiếng của anh Caster đang đồng hành cùng với tôi đây, đấy là giật mình một màn hình. Rõ ràng phải tôi trong trường hợp vừa rồi tôi có khi còn vỡ màn hình chứ không phải một giật mình một mình màn hình nữa. Bây giờ thì các cầu thủ các player của Jichu họ quyết định vẫn bye trong round đầu thi đấu này. 4 AK 1 Deagle. Vâng, bom À mà đang đấy, thuyên chuyển về khu vực A và có vẻ như đang là một tình huống mà sẽ là đánh full bài vào khu vực bom sai A chăng? Rõ ràng rồi, đã có những tình huống căn vết. trả flat Nhảy check giao đến đội dưới hình của GKS. G2 Esports. Poison kéo up, Poison có một tình huống xiên đời, có biết một người sàn nguy không đây, triple kill đến từ Poison. Quadra kill có không? Không thể nào có được, như JK đổi mạng là nhanh. 1 phút chỉ còn lại một mình cái tên Hunter mà thôi, 1v4 nữ, điều đó là không thể. Tình huống cover nhau tốt đến từ đội hình Complexity, khi mà cái tên của Poison cũng như là anh chàng JK đã tỏa sáng. 3-4 giành đội hình của Complexity rồi. Tưởng chừng như là một cái round đấu mà họ đánh full bài nhưng lượng bom mìn khi mà đã cố bay những khẩu súng thì lượng bom mìn không còn nhiều. Và họ trả ra quả một smoke khu vực bom sẽ A thì cảm giác được smoke cho có. Chứ còn những cái vị trí quan trọng hơn lại không có. Smoke cần thì không có, smoke có thì lại không cần. Đấy, lại một round đấu lại tan vỡ đấy từ phía của G2 Esports. Và giờ thì thôi, Echo rồi, không còn gì để nói nữa, bắt buộc phải Echo thôi. Và đây sẽ là cơ hội để các thành viên Complexity họ có thể gỡ hòa tỷ số thành công. Có thể thấy là ở cái map thi đấu Mirage này thì đội hình của Complexity vẫn đang phần nào đó đánh giá nhỉnh hơn, khi mà họ có đến tận 64% tỷ lệ chiến thắng sau 14 map thi đấu. Và đây cũng từng một thời là map tủ của họ, trước khi mà họ thực sự khai phá được cái tiềm năng của mình ở những map thi đấu khác như là Overpass cũng như là Nuke. Và G2 Esports họ tự tin pick cái map thi đấu này có lẽ là đã có những sự chuẩn bị khác nhau rồi. Amanek đã từng có một thời điểm bắn map thi đấu Mirage này rất kinh, liên tục vả vào mồm Sison và gọi anh ấy là cái gì thì chúng tôi cũng không biết. Ui trời ơi, Jack đã nhảy rất cao, rất xa rồi. Nhưng mà không, tình huống vẩy khá tốt đến từ phía của Poison trong cái tình huống cầm ốp vừa rồi. Ui nhưng không, Poison hình như là ham mê quá. Vâng, đại hội chia phần đã kết thúc. Các player của Complexity họ cải thiện frag rất nhanh. Và vẫn tiếp tục là xếp cho mình được khẩu AWP dành cho Poison ở round đấu tiếp theo. Rất căng thẳng, tỷ số đang là 4 đều. Jichu có như mình lượt timeout đầu tiên. Chúng ta nhìn thấy những cái động tác vẩy này. Úi, cầu vùng khuyết, cầu vùng khuyết. Ui. Ui rồi ôi, Tuấn Hưng cầu vùng khuyết đấy các bạn ạ. Bắn như tôi vậy, à quên, bắn như tôi thời đỉnh cao vậy, tôi lại nhầm. Ai Rất dẻo đến rồi từ cũng phía khác. của Poison. Đúng rồi. Bây giờ tactic đến từ phía Complexity họ quyết định có cho mình hai AWP. Hai ô. Tactic có thể nói là đội hình Complexity họ cũng đã sử dụng tương đối nhiều. Tuy nhiên thì không đem lại được những cái sự hiệu quả. Nhưng mà ở cái đội hình này của Complexity thì ngoài Poison ra, những player còn lại sử dụng khẩu ốp không quá là chắc tay. Vâng, như vậy là quyết định là có một khẩu AWP kê trực diện khu vực mid. Hai player bắn mid nhưng không được. Hunter vừa ra có một cho mình tình huống bắn rất tốt đến từ phía Hunter. Liệu có tình huống đẩy luôn qua khu vực short hay không đây? Quyết định đánh B rồi, rất mạch lạc, dứt khoát. Natosafix đổi mạng là hay. Tình huống đang là 3v4, Complexity họ đang thủ trong khu vực bot side B. Vòng 3 hơi mẩy đến từ vị Istab mà ngay lập tức bị ạ, gục JKS vừa vả thêm cả mặt anh chàng Nico. Chỉ còn lại một mình cái tên Jaxi mà thôi, player mà vừa rồi là 71, bây giờ đã là 76 rồi. Góc kế hoạch trực diện thế này thì không có cửa.
5-4 dành cho đội hình Complexity, và lần đầu tiên ở cái map thi đấu Mirage thì họ vừa lên dẫn trước. Vẫn rất Zichu vừa khó tình đoán. huống gọi là có mạng sớm và quyết định là đánh nhanh ở khu bom xe B. Nhưng rõ ràng là hai player trong bom xe B họ bắn quá tốt. 5-4 dành cho Complexity. Đây rồi, điều mà tôi trông đợi nhất ở G2 Esports bây giờ đã xuất hiện, đấy là những khẩu DE. Và tôi đang chờ một góc cam đến từ cái tên Nico. Player mà đã có quá nhiều cái highlight với khẩu súng này rồi. Còn Amanek thì hôm Tôi thì nay tôi có nghĩ vẻ vẫn như tôi thì tôi có vẫn nghĩ sinh là một nhật cái đại hội chia phần dành cho Complexity thôi. Và đúng là như vậy, Blame có cho mình một mạng rồi. Tiếp tục những player tiếp theo, cải thiện frag nào các em ạ. Ui, không được, đóng thẳng vào mồm đến Vanessa. Đổi mạng là cực nhanh đến từ các thành viên G2 Esports, nhưng bây giờ thì lại một lần nữa Hunter thấy mình cô độc giữa dòng đời ngược lối. Một cái khe smoke hở ra, Hunter có thấy ai không đây? Headshot đi Estark. Không thể có cái mạng thứ hai. Double kill đến từ Hunter và hoàn toàn có thể lập tình huống clutch thành công nếu anh chàng này bắn cứ như thế này. C4 đã được cầm rồi, còn 1 phút thừa thời gian cho Hunter xử lý. Quyết định của chàng trai này sẽ là gì đây? Tình huống đang là 1v1 giữa một khẩu gọi là mini upper và khẩu upper. Liệu là sẽ làm gì trong tình huống này Hunter đây? Một khẩu mini up 7 viên. Poison Khuyến dường như cáo. đã đoán được rồi, anh quyết định là đổi một cho mình một khẩu súng AK. Trời không đẹp một chút nào đến từ phía Poison. Bình thường những tình huống vừa rồi tôi vẫn là phải mang AWP về để retake cơ. Để Tỷ lệ chiến xem vị thắng trí của của Hunter Hunter. trong round đấu này tôi nghĩ là cao khi mà anh chọn cho mình vị trí khá là đẹp. Lộ vị trí rồi. Poison chắc chắn đã lộ và Hunter biết điều này. Một viên Deagle nó là chưa đủ. Đinh qua tường và Hunter chưa phải nằm xuống. Một người 24, một người 29. Lệch nhau có 5 mà thôi. Quyết định là gỡ luôn. Pro thì never fake. Hunter. Ôi trời ơi, một tình huống chúng ta thì tại vâng được bóp vai luôn, được bóp vai luôn Poison, được bóp vai luôn. Tôi không hiểu tình huống vừa rồi, rõ ràng là lợi thế hơn rất nhiều đến từ phía Hunter khi mà anh có khoảng thời gian tham minh lắc ra rất đẹp, nhìn hết cả lưng, nhìn cả chân, nhìn cả động tác Poison rồi. Ôi trời ơi. Chúng ta nhìn thấy cảm xúc của các player Complexity. Oh my god, oh my god. Round thi đấu quá đáng tiếc dành đội hình G2 Esports khi mà Hunter đã có tất cả nhưng lại thiếu em. Rất giống người anh nào đấy mà Rõ tôi quen. ràng nếu mà cứ vào thi đấu và bắn trượt thì tôi cũng có thể làm được. Chúng tôi là cần những tình huống bắn trúng cơ. Cứ di chuyển hay và bắn trượt thì tôi cũng làm được. 4v5 rồi. Quay trở lại với trận thi đấu này thì Amanek đã có cho mình cái mạng thứ hai. Sinh nhật của Amanek thì là ngày 24 tháng 8, và không biết bên giờ châu Âu thì đã chuyển qua ngày mới chưa. Nhưng nếu như đây là một trận thi đấu chiến thắng và ở giờ châu Âu vẫn là ngày 24 thì sẽ là sinh nhật cực kỳ cảm xúc đến từ cái tên này. Khi mà có thể thấy đây là một trận chiến sống còn đến từ đội hình G2 Esports. Nếu họ để thua thì coi như là Sayonara với ESL Pro League 14. Và họ sẽ đưa ra lý do chắc là giống Team Spirit, đấy là chúng tôi sẽ tập trung hơn vào Major. Ở đây thì JKS có cho mình một mạng Poison, trước đó cũng đã có mạng của anh chàng Zexy rồi. Istak vẫn có một góc đứng đẹp, Poison double kill, Istak đục chết được Amadek. Chỉ còn lại Nico thôi, 13 máu, số 13 chưa bao giờ là một con số đẹp, và 74 dành cho đội hình Complexity. Bế tắc có dường như bắt đầu phát sinh những tình huống bế tắc đến từ VG2 Sport. Họ đã thử hết tất cả các bài rồi. Vẫn chưa ăn thua. Dường như là khẩu op của Poison đang hóa giải rất nhiều tình huống đánh vào bom sai của các cầu thủ các player của G2 Sport. Hap bài đến đội hình G2 Esports, và đây liệu rằng có phải một tác tích mà tôi rất hay nhìn thấy hay không đây? Rớt B thôi. Flash trả ra rất nhiều. NATO Savic có cho mình một tình huống mà tay chào cờ từ sáng tới chiều. Zexy tành vào, Zexy không thể có ai, nhưng Amadek vừa đóng đinh thẳng vào mặt NATO Savic. Poison có mặt ở đây cũng không có một cái kết có hậu rồi. Một round thi đấu mà
không có một chút sự phức tạp nào cả. G2 Esports quyết định bắn theo tactic phase và họ đã có một cái sự hiệu quả có thể nói là không ngờ. Rõ ràng có vẻ như tình huống vừa rồi là tình huống gọi là tactic, gọi là gì, nghĩ ít thôi. Vâng, họ quyết định rớt B rất mạch lạc. Vâng, rớt B không một vết xước. Trả flash rất đều tay. Có ngay cho mình một chiến thắng. Tôi thì đề nghị round sau Jichu lại tiếp tục duy trì bắn những khẩu súng nhỏ. Rớt B, easy money luôn. Không phải nghĩ nhiều. Đúng là dễ thì không làm mà khó thì mới bắt đầu làm đến từ G2. Súng to thì lại bắn không chết địch, mà một round hấp bài thì lại giành chiến thắng. À mà đấy cũng đã bắt đầu vào tay rồi. Cũng phải kể đến những cái pha đóng tech này cực kỳ tín chỉ đến phía Amanek. Cứ nhìn là mồm, nhìn là 10.000, không phải nói nhiều. Vào tactic đến từ Complexity có vẻ như là bị sang chấn tâm lý rồi. Sau cái tình huống rớt vừa rồi là sang chấn tâm lý rồi. Tiền thì vẫn là rất là dư giả đến phía Complexity thôi. Họ hoàn toàn bay bay khỏe, bay hết mức có thể. Vâng, round thi đấu sẽ up cố đến đội hình Complexity. Và có thể thấy là với việc mà giành chiến thắng cũng rất nhiều round, nhưng số lượng súng bỏ ra cũng là không ít. Thì bây giờ họ phải đối diện một cái key round quan trọng. Và G2 Esports hoàn toàn cơ hội cân bằng được thế trận một lần nữa ở trong round thi đấu này. Hunter 3.300, đây rồi, lúc nãy tôi tưởng anh chàng này quên không bài giáp 2. Và cuối cùng vẫn là sự cẩn thận cần thiết. Đẩy mid ư? Có lẽ là không. Khi mà đội hình G2 Esports những round thi đấu gần đây thì họ ra chiếm mid rất nhiều, và một mình cái tên Blame F sẽ là không đủ. Quả flash trả ra đến từ A mà đấy, Blame F là người trắng nhưng lại hạ gục đi Hunter. Nghe được tiếng rất nhiều tiếng bước chân, có vẻ Blame F không ngờ được rằng Jax đang đứng gần đến thế. Istak đẩy ra chỉ có một mà thôi. 3v3 lợi thế về người là cân bằng cho cả hai bên, nhưng mà Nico thì đã yếu máu rồi. Rất khó cho G2 Esports thời điểm hiện tại, họ sẽ cần những cá nhân tỏa sáng với tình huống bắn tốt để có thể giành cho mình round thi đấu chiến thắng thứ sáu, ngắt cái mạch Kira của đối phương để xem nào. Lắc ra Poison tạm thời chưa có mạng. Nhưng tình huống bò của Nico là quá tốt. Liệu Nico có biết vẫn còn một người ở jungle hay không đây? Như vậy là không biết rồi, nhưng bắn Poison vừa rồi là anh thể hiện kỹ năng với tình huống bắn gọi là no zoom. Nhưng lại chớ, thưa quý vị các bạn. Tình huống đang là 1v3 và quá khó dành cho NATO Sapphire rồi. Vâng, não phải to hai cái fix thì mày dám xử lý tình huống này, chứ còn não to như fix thì vẫn là tôi nghĩ là chưa đủ. 7-6 cho Jichu Chang. Gần như chắc chắn Trong cái rồi, tình huống NATO bế Sapphire. tắc, trong cái tình huống bế tắc 3v3 thì Nico đã tháo cái đắt nút thắt ra. Anh có tình huống bò con nick cực kỳ khéo. Vẫn còn nhớ những năm nào mà Nico còn là một thành viên đội tuyển FaZe Clan, thì khả năng bò chay của chàng trai này vào những khu vực như là Connector cũng như là B-Shot, nó là quá tín chỉ. Không cần sự hỗ trợ đến từ đồng đội luôn cũng được, NATO Sapphire bắt đi được Nico, nhưng không thể bắt được round thi đấu chiến thắng cho thành viên Complexity. 7-6 rồi. Và bây giờ thì NATO Sapphire cũng bắt súng luôn. Như vậy thì gần như chắc chắn tỷ số sẽ lên thành 7 đều, khi mà lượng tiền còn lại của Complexity không phải là quá nhiều. Ở round đầu này thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là Complexity đang gặp khó. Lượng tiền thì không còn đủ nhiều. Vâng, Hunter sau khi mà nhận được thông tin từ Captain là ê, tiền dạo này các bạn Complex đang yếu đấy, anh đóng ngay cho mình khẩu Mark 10. Tham gia vào cuộc đại hội chia phần này chăng? Blame Có F lên người là duy nhất khẩu player súng duy nhất được to. lên. Ôi, cũng chờ luôn. Một player có súng to duy nhất quyết định đẩy mid tạo đột biến. Và đột biến mang lại là gì? Team chỉ còn lại là 4 người. Rất nhanh. Cái đột biến rất nhanh đến từ phía của Blame. Không phải nghĩ gì nhiều. Hunter đây rồi. Đại hội chia phần đã đến. Một mạng dành cho Hunter. JKS bây giờ không biết kê đường nào. Tâm lúc đạo trong tình trạng xoay 180 độ và rách ngay lập tức kết thúc vì nỗi đau của anh chàng này. Chỉ còn lại hai khẩu lục duy nhất đến từ đội hình của Complexity mà thôi. Và Nico bây giờ đã bò đến nơi, Nico táp chết được NATO Sapphire. Một người nữa dưới Under Palace, lửa trả ra, Istak lộ vị trí, hết rồi.
Hơi thở cú lửa. Thức thứ nhất tử vong đến từ Istak, 7 đều dành cho đội tuyển cửa iSport. Vâng, chúng ta đã đến với round đấu cuối cùng của lượt Pháp đầu tiên. Tỷ số đã là 7 đều rồi. Quá là căng thẳng. Vâng, Blame vừa rồi thì anh có một cái cách thức tạo đột biến cực kỳ nhanh chóng. Một là 5 bắn 4, hai sẽ là 4 bắn 5. Và phương án thứ hai đã xảy ra. Quá là easy. Tôi thích cái cách suy nghĩ của Blame. Đơn giản nhưng hiệu quả. Flash trả ra rất trắng và Amadek bắt buộc phải lùi về. Bây giờ thì Nico cũng sẽ có màn đáp trả kịp thời, nhưng ở đây thì JKS mới là người có mạng. Còn lại 12 máu mà thôi, sẽ phải trả smoke ra để có thể lùi về thành công. Hunter, một góc kề mà không ai đoán trước được, nhưng Istak thì nó còn là đẹp hơn. Liệu Hunter phạm phải sai lầm hay không đây? Muốn pick theo quả flash và Hunter là người thành công. Bom sai B thủng trong một nốt nhạc. Đồng đội vừa mới tạo được ra lợi thế ở bom sai A thì ngay lập tức Complexity quăng nó đi ở B. Bây giờ JKS bắt đi được Amadek, đưa tình huống về đó là 3v2, nhưng mà vị trí của Jack thực sự là quá bay rồi. Rất khó, JKS 12 HP từ thời điểm đầu tiên. Bắt đi Nico nhưng đồng đội bỏ anh một mình. Hết rồi. Rõ ràng nếu như player nào của team Complex City vừa rồi nếu là chết sớm và có những tình huống spec vào người của player bên phía player nào vừa đứng trên khu vực bom xe lầu B nhỉ? Của Instac Đó. Thì chắc là bị sang Chính chấn xác. tâm lý mất. Đúng rồi, nhìn cái tình huống bắn như thế sang chấn tâm lý mất. Không thể nào có cho mình của mạng của Hunter, mặc dù cái tham minh giống như vị trí của Instac là quá hợp lý rồi. Kết thúc 8-7 dành cho Jiju. Hana có thể đánh giá gì vừa rồi về những cái trận đấu, giao đấu ở cái lượt phát áp này? Thực sự thì nếu như để nhìn vào những cái tình huống bắn nhau thì em cảm thấy hai đội tuyển này vẫn đang khá là cân về cả mặt tay cũng như là về mặt tactic, nhưng cái sự chủ động của các thành viên G2 Esports khi mà đây là map pick của chính họ nó đã được thể hiện. Có thể thấy những cái checkpoint trên bản đồ thì họ là một đội tuyển kiểm soát nó khá tốt, và đây là một trong lần hiếm hoi mà đội hình G2 Esports không để thua những round thi đấu đối phương Foxby hoặc là Hapby một cách hơi khó hiểu. Có lẽ họ phần nào đấy đánh mất chính mình rồi. Đúng rồi, họ đã đánh mất đi phong độ thường thấy đúng không? Đây là một cái phong độ gì đó tôi không quen. Pichu đang bắn cực kỳ nghiêm túc. Vâng. Họ đang bắn cực kỳ nghiêm túc với những cái tình huống mà chúng ta có thể thấy rằng là di chuyển đội hình cũng như tất cả mọi thứ đều khá là mượt mà. Nico thì vẫn thế, chúng ta nhìn thấy những cái tình huống Vico xử lý một mình vẫn bỏ những cái vị trí nó cực kỳ hợp lý. Chỉ biết nói là giá như G2 bắn như thế này tốt hơn ở vài hôm trước thôi thì có đúng lẽ rồi, một thì người anh nào đó của chúng tôi ta vẫn vẫn còn rõ biết ràng cảm giác vô tóc là gì. tôi vẫn muốn nói đến cái bộ tóc của Huilova. Kể cả Zichu có thắng trận đấu này thì tóc anh cũng không thể mọc lại được. Đấy là cái điều mà tôi dám khẳng định. Khi tình yêu hóa hận thù, đấy là lý do vì sao tôi không nói gì về việc tóc tai khi mà nhắc đến Astralis đây anh em ạ. Nếu không thì giờ cũng không còn, tức là tất cả những cái đơn vị lông trên người đã mất hết rồi. Lúc đấy thì bây giờ tên tôi có lẽ không còn là Hana mà tôi sẽ là Hoina. Làm gì còn tóc nữa đâu. Rõ ràng quá là khổ đến từ phía của... Thật ra tôi hiểu rằng là vị trí của Huilova khi anh đặt vào cái trận đấu mà cảm giác như tỷ lệ chiến thắng của Zichu đến 99,9%. Vâng, chỉ có phép thần tiên nào đó mới làm cho Sinner, các player của Sinner có thể chiến thắng được. Vâng, một đội tuyển đến từ Cộng hòa Séc mà chúng ta còn thậm chí còn không, tức là không quá quen tên, lại có thể chiến thắng trước Zichu Sport một cách xứng đáng như vậy. Thật sự phải nói thì ngày thi đấu hôm đó G2 Sport quá bạc nhược. Họ không thể hiện được bất cứ một điều gì như là cái bản sắc của mình cả. Hunter vẫn bắn tốt, Nico vẫn bắn tốt, nhưng cái sự liên kết giữa đội hình G2 Sport ngày hôm đó gần như là một con số không tròn trĩnh. Và họ tiếp tục thể hiện điều đó ở trong trận thi đấu thứ hai, dẫn đến việc là bây giờ gần như họ đã đặt một chân ra khỏi cái giải đấu ESL Pro League Season 14 này rồi. Và đây là một cơ hội rất lớn để họ có thể tiến được vào vòng chung kết Blast Premier World Final 2021. Nhưng nếu cứ bắn như thế này thì thực sự để mà nói có nằm mơ tôi cũng không tin được là G2 có thể vào đến vòng playoff. Rõ ràng nó là cần một cái điểm dừng nào đấy để G2 có thể nhìn nhận lại mọi vấn đề. Hai cái trận đấu thua bạc nhược vừa rồi đã cướp mất đi của họ quá nhiều là niềm tin và hy vọng, thậm chí là họ lọc fan hơi kỹ.
cho rằng là như vậy. Lọc hoi hết cả tóc thế thì Đúng rồi. Đến bản thân Huy Lưu còn không tin vào những cái trận đấu như thế. Anh quyết định cho ra đi mái tóc để có thể suy nghĩ thoáng hơn. có lẽ là chỉ một vài tháng nữa thôi thì mái tóc của anh Huy cũng sẽ không khác gì Amanek trên màn hình quý vị và các bạn như thế này. Đấy là trong tình trạng mà Huy không còn cá cược liên quan đến mái tóc nữa. Còn nếu mà vẫn cứ tình trạng như thế thì tôi không biết là cứ đầu lên được 2 phân thì lại cắt chọc. Ngay bây giờ chúng ta Vâng. cũng để với trận đến với lại trận đấu thôi. Zichu sẽ ở bên phía City side và Complex sẽ bên T side. Có thể thấy là đội hình của G2 Esports bên phía T-side thì họ đang bắn khá tốt. Rất vào tay vị trí của Nico, có một tình huống đẩy ra để cương cục của khu middle này. Trong round thi đấu này thì Nico cùng với Jack sẽ là những người lên bom. Và những quả đồ này sẽ đủ để cho đội hình G2 Esports có thể thủ chắc được một bom side mà Complex City đánh vào. Nhưng thời điểm hiện tại khả năng rất cao sẽ là bom side A. Khi mà vết flash này là rất đẹp để có thể tanh vào. Round thi đấu này, G2 Esports họ lại quyết định đấy là bỏ A để có thể retake sau. Có vẻ như là bắt bài sai rồi. Complex City họ chỉ lên cho mình đúng một quả bom, đúng quả hai quả bom thì phải. Và quyết định đánh vào A nhanh đến từ phía Complex City. Và retake bom đến từ Zichu khi cả hai bên đều có cho mình cái tình huống gọi là hòa bình trong tình huống đặt bom đầu. Chúng ta có thể Lần thấy này hình là như là Complex Clefit đang City. bị mất tiếng in game thì phải. Chính xác là như vậy. Nhưng mà không sao cả. Tiếng thì chúng ta có thể tạo ra được ở đây. Nexa và Nico mỗi người có một trước khi JKS đổi đi cái mạng ngoài chàng Hunter. Amanek có một tình huống bắn tốt nhưng chừng đó là chưa đủ. Nico vừa soạn xuyên bốc, cái chuyện gì đã xảy ra thế này? Nico có cho mình triple kill, chỉ còn lại Xtark 4 máu mà thôi. Và quadra kill đến từ cái tên Nico. Nikolai Kovac vẫn là một cái gì đó, một thần tượng ở trong lòng rất nhiều fan hâm mộ CSGO. Và lần này anh không làm cho cổ động viên G2 Esports phải thất vọng. 9-7 dành cho Vâng. G2. 4 mạng dành cho phía Nico. Hợp đồng của Nico về Zichu theo tôi được biết là không công bố về giá trị chuyển nhượng. Nhưng có là bao nhiêu thì nó cũng là xứng đáng. Nếu chỉ tính riêng cái round đấu này, không tính các trận đấu khác. Vâng, khó thở rồi. Một bình oxy, tôi nghĩ rằng là cái gương mặt này là gương mặt cần một bình oxy. Đặt được bom và quyết định là bay luôn đến từ phía của Complex City. 5 khẩu Galil giáp 2 nhưng lượng bom mìn thực sự là quá nghèo nàn. Lượng bom mìn này nếu để nói muốn đánh vào bom xe A sẽ là tương đối khó khăn. Nhưng đội hình Complex City họ có một bài thi đấu khá hay, đấy là trả một quả smoke vào khu vực connector và dàn 3 người từ khu vực pallet ra, nhưng với cái timing này họ vẫn chưa làm điều đó thì khả năng cao là không rồi. Sẽ là mid 2A với một quả smoke và một flutter. Hơi mạo hiểm. Tôi chưa hiểu rằng là với cách buy đồ như thế này thì Complex City sẽ đánh kiểu gì. Duy nhất một quả smoke và hai quả flash thôi. Chắc chắn là sẽ là một bài tràn nhanh vào khu vực A chăng? Vâng, đánh con Nick nhanh rồi. Bỏ ngửa 50 người đến từ phía con Nick. À mà Nick trong side đổi được một. Khó quá, Hunter. lại đi ra. Vâng. Ồ, ôi, Hunter ơi. Người em bắn tốt bao nhiêu thì người anh lại có một cảm giác không thực sự ổn bấy nhiêu. Poison is tăng, mỗi người có một, bây giờ lại phải cần đến Nico lên tiếng. Who's your daddy? Và Nato Savic nói rằng tôi mới là người làm phụ thân. 79 Vâng, và Hu do có lẽ sẽ là Daddy và rõ 89 rồi. ràng NATO cũng hỏi lại Nico luôn, what's your age, what's your age? Vâng, một tình huống bay sau khi đặt được bom rất hay đến từ phía Complex City. Họ chỉ có hai quả bom thôi. Và kẹp đến ba người bắn ở khu vực gần ram của Zichu. Nhưng liên tục những tình huống bắn chốc chớ đến từ phía của Zichu. Và họ đã phải trả giá. Jack đang quẻ cover ca khúc sóng gió ở khu vực bom sai B. Một mình anh thủ cho mình xếp lại khẩu FAMAS. Một khẩu FAMAS làm vốn vì round thi đấu sau thì G2 làm gì còn tiền nữa. Sẽ lại phải chờ những tình huống bắn tốt đến từ Nico với khẩu DE cũng như là Hunter. Ở map thi đấu này thì Hunter thường sẽ ưa thích khẩu DE hơn là khẩu CZ. Để xem quyết định buy của anh là gì. Tám chín, trận đấu dường như đang rất căng thẳng.
Chắc chắn là Giờ đây căng thẳng rồi về thì đội hình Complex của City đang có lượng quang minh đầy đủ. Vâng, Stack A đến từ phía G2 Esports. 4 player đang dàn nhau đứng trong A. 4 player, 4 khẩu lục, không giáp, không bom. Vị trí của Nexa thì khá khẩm hơn một chút, đây là anh chàng này có cái giáp 1. Còn những người còn lại thì đều là trừ đồng tử. Không một mảnh vải che thân. Rách gì với một khẩu phá mát, súng to duy nhất thì sẽ là người solo bom side B, dễ hiểu mà thôi. Và Nexa thì cũng có thể nói là một in-game leader, khả năng bắt bài đối phương là vô cùng hiệu quả. Nhưng nhìn vào thế di chuyển này thì có vẻ như là bắt bài chính xác rồi. Đây rồi, tiền về. Tiền về có làm được hay không thì lại là một câu chuyện khác. Vâng, chúng ta thấy bắt đầu là thiên thời rồi, địa lợi rồi, liệu nhân có hòa hay không đây? Tập lô là chính xác đến từ phía của Zichu, có vẻ như và phát hiện rồi, Hunter đang di chuyển ngay về phía bom xe A. Bắt đầu trả flash ra check khu vực ram gần, nhưng Nexa vừa có một tình huống bắn cực kỳ dính. Istak vẫn đang ở đây, nhưng mà chính xác là Istak là người đầu tiên phải nằm xuống rồi. Nexa vẫn đang nhấp nhả là khó chịu, nhưng không thể đổi hai. Bắn yếu đến một thành viên đến từ Complex City, Blame F và Poison mỗi người có một. Nico góc đứng này khả năng cao sẽ bị các thành viên Complex City check vào. Liệu rằng có một sự cẩn thận cần thiết đến từ ngũ như ngôi sao xanh vào thời điểm hiện tại hay không đây? JKS có một, Nico đẩy ra, hạ gục đi được anh chàng đang đặt bom thật đấy. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Tình huống bắn đầu rất tốt đến từ Nessa nhưng rõ ràng là không có player nào có thể góp đam cho anh. Một mình anh đứng ở khu vực grab nó quá khó. Nico thì vẫn có những cái góc đứng rất là kín, nhưng kín quá. Không sao cả, Zichu với những tình huống eco vừa rồi thì họ làm khá tốt rồi. Còn chúng ta thấy Zach thể hiện rất nhiều cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Trái ngược hoàn toàn với anh thì Poison lại không biểu lộ bất cứ một điều gì cả. Có thể là trận đấu này cũng cực kỳ căng thẳng các thành viên Complexity khi mà họ cũng đang có một hiệu số không quá cao và cửa bước vào vòng trong của họ thì chưa bao giờ chắc chắn, chính xác là chưa bao giờ không chắc chắn hơn thế này. Team nào cũng cần một chiến thắng. Vâng, bây giờ thì Zichu Nico. tiếp tục hành trình eco của mình. Như vậy ra đấu vừa rồi là ra đấu hấp bài chăng? Bây giờ thì Giờ lại để là một chuyển xem sang là G2. stack mid. Ủa. Zichu quyết định stack mid. Vâng. Liên đoàn siếc quyết định là xếp hình ở khu vực mid, khu vực B-shot để nhìn ra mid nhưng không ổn. Phát hiện đến từ BLMF rồi. Hunter thậm chí anh còn đóng vai của một thợ điện. Đi Exciter cho cẩn thận. Nhưng mà thực sự là rất khó đội hình của G2 Esports có thể giành chiến thắng round thi đấu này. Có lẽ mục đích của họ sẽ đi bắt súng của đối phương mà thôi. Khi mà đây sẽ là một tình huống Nexa lại một lần nữa đưa ra quyết định bắt bài. Nhưng lần trước đúng bao nhiêu thì lần này lệch bấy nhiều, lộ vị trí rồi. Một tình huống bắn đinh tốt với cầu PA2000. Nhưng PA2000 bắn đinh thì đến ngày mai mới chết được. Và Blamef rõ ràng không có lý do gì để nhoi đầu mình ra cả. Đội hình G2 bây giờ bách về thì có lẽ về nơi chỉ còn thấy cái xác lạnh của anh chàng Nexa mà thôi. Lửa đang trả vào là rất nhiều. Và Nexa Thật sự đáng cần phải thương. làm tốt trong tình huống này. Một chàng trai trẻ cầm cho mình khẩu P2000 quẩy bonsai với 5 khẩu AK. Không còn gì đáng thương hơn trong hình cảnh hoàn cảnh vừa rồi. 4v5, quá khó dành cho Zichu có thể làm điều gì đó. Tình huống mà Nexa không khác gì một cô gái ngồi trên ghế sofa. Và bên phía Complex City thì là năm anh đứng đằng sau cả. Đúng rồi, một cái hình ảnh chúng ta thường thấy. Và tất nhiên hậu quả các bạn cũng đã biết rồi đây. No, thực sự là quá khó cho đội hình của G2 trong round thi đấu vừa rồi. Amanex sẽ thử sức với một tình huống bắt súng đến từ Nasto Safex. Complexity cũng không việc gì phải đẩy ra cả, khi mà đứng bù ram này bom nổ sẽ là không mất quá nhiều máu. Một round thi đấu chống eco tốt đến từ đội hình Complexity. Bây giờ là lúc G2 phải cho một câu trả lời đánh thép. Một round full buy nhưng sẽ không có ốp.
khả năng cao sẽ là như vậy. Không, Amanek đã quyết định buy ốp rồi. Như vậy là vẫn đủ tiền để có thể lên để cho mình có ốp. Ở phía bên kia thì hoàn toàn Complex có thể thi đấu thoải mái trong 2 round nữa. 1 đến 2 round nữa. Chắc là như vậy. Bây giờ một tình huống cương mít sấy khá tốn đạn nhưng cuối cùng thì vẫn có mạng đến từ Nico. Amadek nằm xuống, khẩu ốp thì lại chết chảy. Vừa có lợi thế mà thôi thì đội hình của iSpot ngay lập tức bị quân bình về mặt con người. Góc đứng này có lẽ là một góc đứng không quá đẹp đến từ vị trí của Nexa, thì đây là góc tủ mà vị trí JKS nếu lắc ra luôn luôn đặt tầm vào. Và tỷ lệ có mạng của anh chàng JKS ở những góc thi đấu này là vô cùng cao. Mid 2A và một lần nữa Nexa lại phải solo bom. Lần trước thì là P2000, lần này thì là M4, nhưng số phận thì có khác nhau hay không đây? Khi mà rõ ràng anh chàng này là quốc tịch Serbia nhưng lại chào cờ như một người Việt Nam, Nico có một Hunter cũng là điều tương tự. Poison đã hạ gục đi Nexa trong bom site rồi, nhưng lợi thế về người thì lại nghiêng về GA Esports. Hunter có một tình huống spam có thể nói là cực kỳ tốt ở đây. Quá cảm giác. Chỉ còn lại Poison 34 HP mà thôi. Clutch được một vết ba tình huống này, tôi không tin như vậy đâu. 10 đều đến từ đội hình G2. Chúng ta có thể thấy một cái tình huống mà Zichu họ rất chủ động stack đến hai người ở khu vực window và Amanek bắn trượt cho mình một viên orb đầu tiên, thì chắc là Complex nghĩ rằng là chỉ có một người ở khu vực window thôi, nhưng không, Nico nhò ra, anh sấy hơi tốn đạn nhưng vẫn có cho mình một mạng. Và sau đấy thì thôi, những cái tình huống bắn xuyên sầm mốc thì thôi. Tôi cũng không thể nói gì hơn, thở dài rồi. Vâng. Thở dài là còn tốt, tôi nghĩ tưởng bây giờ là phải là nín thở rồi cơ. Vâng, bây giờ còn thở thì còn gỡ. Đội hình các thành viên Complexity họ vẫn còn rất nhiều cơ hội để có thể kết thúc map thi đấu này với một chiến thắng và đưa chúng ta đến map thi đấu thứ ba, đó là map thi đấu Dust 2. Sẽ là một round thi đấu khó khăn đến từ đội hình các thành viên G2 hơn một chút khi mà vị trí của Nexa chỉ có cho mình một khẩu MP9 và đấu tầm xa với những khẩu như là AK cũng như là ốp thì hoàn toàn là không khả quan. Tin vui là vị trí của Amanek đã đẩy được khu lầu B thành công rồi. Lượng E4 trả về là quá nhiều. Stack 4A. 4A mà còn thủng nữa thì có lẽ không có lý do gì để G2 không thua map thi đấu này cả. Vâng, Nico vừa có tình huống quắc hơi bị cẩn thận. Và GKS ngay ngay lập tức luôn tặng cho Nico một viên AK và màu. Có vẻ như là GKS còn biết còn người under rồi nhưng không được. Nexa vừa có tình huống bắn tốt. Tình huống bây giờ đang là 3v4, khu vực bom xe A vẫn còn Hunter. Góc đứng này của Hunter không thể đoán ra được vì rõ ràng Nexa vừa mới nằm xuống khu vực Under Palace xong thì làm gì có bài check lại. Mình chỉ Ôi! có buổi mà Hunter có đời. JKS kịp thời đổi mạng đưa tình huống về lại vết ai, nhưng ở đây NATO Savic đã cụ thể hóa cái lợi thế đó bằng việc hạ gục đi sexy. Một mình Amanek với một khẩu ốp. Sinh nhật của anh đây. Hãy clutch đi cho chúng tôi xem nào, một món quà dành tặng cho đồng đội ư. C4 thì đã rơi và đã được chặt lại. Nhưng Amanek đã nhìn ra ai đó rồi. Nết trả vào, mất đi rất nhiều máu và Amanek hạ gục JKS. 1v1 cực kỳ căng thẳng. Một NATO Savic đang bắn tròn vai thì đã làm tốt ở Amanek rồi. Chỏm đầu rất khôn ngoan. Và 11-10 dành cho đội hình Complexity. Quá khó dành cho Amanek trong tình huống vừa rồi. Retake về trên tay làm khẩu AWP. Xong là trong tình huống vừa rồi 1v1 với player gọi là não to như phích thì nó là quá khó dành cho Amanek. Mặc dù trong tình huống trước đó khi xử lý cái tình huống mà anh có thể bắn chết được cái người đặt bom đã là rất tốt rồi. 11-10. Complex đang có cho mình những cái dấu hiệu của một chiến thắng chăng? Có lẽ cửa thắng của họ cũng đang khá sáng ở đây. Khi mà round thi đấu này họ hoàn toàn có thể gia tăng cái cách biệt về mặt round thi đấu. Đội hình G2 chỉ là những khẩu lục mà thôi. Đều là những thứ vũ khí chứ danh Hunter CZ. Zacky có cho mình một khẩu DE. Nexa thì là một khẩu 5-7 mà đã từng làm mưa làm gió. Nhưng rõ ràng là những khẩu Nexa lục mà đang đối liên đầu tục, với tôi AK. cảm giác Nexa đang liên tục gọi là gì, setup những cái tactic dỗi của Bomberman. Một mình anh lúc nào cũng chỉ một mình anh ở khu vực bom A thôi, bốn player kia khác đi chỗ khác hết. Dỗi thật sự đến từ phía Nexa rồi. Cái này người ta gọi là truyện tràng cô đơn của ACN này. Rõ ràng quá cô đơn từ phía Nexa luôn. Ui sục, bây giờ còn lại còn đoàn
cô đơn lại còn lạc lối nữa. Rất may là Hunter đã có thể đổi mạng và tiếp tục đánh từ vào bom xe đến từ phía Complex City. Một mạng dành cho Hunter, chỉ vậy thôi, không thể làm gì quá nhiều. JKS còn tăng về đến tận City như thế này thì làm gì còn cửa cho các thành viên G2. Stark vừa one tap đi rách gì ở khu vực đó. Let the room. Amanek tay cái Amanek bỏ ra là chuột buông rồi. chuột rồi. Anh buông chuột Amanek rồi. Một mình anh USP bên kia là bốn khẩu súng to thì không buông chuột thật sự là hơi phí. Còn cửa nào cho em đây? Tỷ số chắc chắn rồi, như đã được dự đoán sẽ là 12-10 giành đội Complex City. Và round thi Vâng, đấu sau Observer họ còn không thèm quan tâm đến trận đấu trong cái round đấu trong cái tình huống này nữa. View thẳng lên một cái bánh mì thương hiệu Pháp. Quá khó. Đây sẽ là round thi đấu full bài thực sự mang tính chất rất quyết định đến từ đội hình G2 Esports. Nếu họ để Bao thua chăng? thì khả năng cao trôi luôn. Vâng, quyết định là không bao đến từ đội trưởng Nysa. Vẫn có một chút dỗi. Về hết B đi, mình tôi solo A được rồi. Vâng, như vậy là thôi, bao rồi. Nghe tiếng gọi của tôi là phải bao ngay. Trời ơi, tôi đẻ ra cái map Mirage mà bao lúc nào tôi bảo bao là hợp lý. Vâng, Zichu bao trong tình huống này tôi lại giữ tiếp luôn, nó là 13-10. Bao cũng không ăn thua. Vâng, và anh Kazima thì rõ ràng anh là một người mà rất nổi tiếng với map thi đấu Mirage rồi, gần như là làm tên làm tuổi. Thì anh nhận định ra sao về việc đội tuyển nào có thể giành chiến thắng ở map thi đấu này? Với cái tỷ số dẫn 12-10 cũng như với cái tâm lý rồi mọi thứ đang diễn ra thì tôi nghĩ rằng là Complex sẽ là đội tuyển giành chiến thắng thôi. Họ đang thi triển những cái bài đánh thánh của mình một cách rất rõ ràng và rành mạch. Vâng. Và để xem là nhận định của một pro player kiêm caster kiêm phân tích viên kiêm chúa tể của những nụ cười anh Kazima thì nó có phải chính xác hay không đây. Smoke window từ T7 rất cảnh giác đến đội hình Complexity, không để cho Nico có khoảnh khắc tự do. Hunter đẩy ra nhưng lại là chết chạy. Rất khó hiểu những round thi đấu gần đây của cái tên Hunter. Nico may mắn đổi mạng lại cho người anh của mình, nhưng Nato Savic thì đã bò được vào jungle ở tận thời điểm nào rồi. Mất người từ quá sớm, có vẻ như nhận định của anh Kazima là chính xác. Khả năng rất cao tỷ số sẽ là 13-10 dành cho đội hình Complexity trong ra thi đấu này mà thôi. 3v4 và Nesa lại một mình ở khu vực bom xe A. Istak thì đang di chuyển ở khu vực mid. Tình huống đang trở nên cực kỳ khó khăn. Jack thì đây giờ ở bom xe B anh đang làm phải làm một lúc đôi việc. Quyết định là di chuyển về bom xe B và đập lô đến từ phía của Zichu rồi. Vâng, Nesa nói luôn là tôi có một cái dự cảm. Họ sẽ đánh B. Liệu Complex có dành cho Zichu một cái bữa tiệc gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa không? Không có rồi. Không 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 rồi. Không có, Người dưng ngược không. lối. Người dưng ngược lối thật sự. Vâng. Đập lô trong tình huống đấy cũng là hợp lý thôi. Nếu mà Zichu mà nếu mà các player của Complex City họ đánh VA thì khả năng cao sẽ là xếp súng luôn đến từ phía Zichu chăng? Hợp lý, thật sự là hợp lý khi mà round thi đấu này cũng là một key round đến từ đội hình của iSport. Nếu như họ mất toàn bộ súng để cho đối phương lên 13 và sau đó là 14 thì cửa comeback vẫn làm điều gì đấy tương đối khó khăn. Xếp được 3 khẩu súng này thì round thi đấu sau vẫn còn cơ hội khi mà những cái tên còn lại như là Hunter và Nico thì đều có thể làm tốt với những khẩu lục. Vâng, ngay sau trận đấu này thì tôi nghĩ rằng là Hunter, anh có thể cầm cái khẩu M4 Knight của mình và chết áp ngay khẩu The Law, tỷ lệ thành công có thể cao. Chứ còn anh dùng con Knight như vậy, bắn ở khu vực mid như vậy thì thật sự phí skin. Hơi chờ đến từ phía của Hunter. Chính xác, những round thi đấu gần đây thì Hunter đang không có một cảm giác tay quá tốt. Có thể nói là map thi đấu đầu tiên chúng ta là map thi đấu vô cùng căng thẳng, tỷ số là 16-13. Và sang đến map thi đấu này thì kịch bản tương tự nó đang dần dần tái hiện lại. Có lẽ là với việc mà thi đấu quá nhiều những round thi đấu căng thẳng thì Hunter đang phần nào đó không giữ được cho mình một phong độ ổn định.
một round mà cũng phải Hunter của mình Nico sẽ có cẩu lục. nhắc đến ở phía của Zichu là Nessa và Amanek cũng đang không thể hiện quá tốt. Vâng, trong Chính khi tất xác. cả mọi người thì đã đi học đại học rồi, Nessa thì đang học lớp 8 và Amanek thì lại mini hơn, mới học lớp 7, 7 frag. Rất Mặc tự dù có tin thể vào thấy là rừng, anh cầm có Nico kéo ngay. rõ ràng là Nico như nên lên vậy tầm rồi giáo khi sư rồi nào. đúng không? Ui, Nico thì có lẽ kịch bản này không còn gì lạ với các fan hâm mộ của G2 nữa rồi. Có trận thi đấu mà Nico bắn lên tận 30 frag nhưng vẫn thua. Thì có lẽ là G2 nên xem xét lại. Một đội hình setup khá hay đến từ G2 Esports khi mà ở đây có tận hai người cùng với Leader. Và làm sao đoán ra được một tình huống bắn lỗi đến từ cái tên Poison nhưng ngay sau đó vẫn kịp thời kết thúc đi ăn tờ thành công. Nexa đổi mạng tốt, Amnesia có mạng, JK hạ gục đỉnh rách gì. Một round hấp bài và đội hình của G2 đang gần với chiến thắng hơn khi chỉ còn lại một mình cái tên JK mà thôi. Bắn hơi chớ rồi. Nico 24 frag và đem về round thi đấu chiến thắng thứ 11 dành cho đội hình G2. Vâng, rõ ràng chiến thắng vừa rồi của Zichu đến từ việc mà setup đội hình cực kỳ hợp lý. Ngay lập tức Complexity họ phải time out rồi. Rõ ràng đó là những cái tình huống setup mà đến từ Captain Nessa đúng không? Rất hay. Khu vực Cực tốt. ladder họ đứng rất đông người và làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Hai người và thậm chí vị trí ăn tở vẫn có mạng. Rất khó đoán trong tình huống vừa rồi. Có thể thấy đội hình của iSport đang hiểu cách côn team của Blame F là cực kỳ trúng. Và bây giờ là hai ốp đến từ cái tên G2 khi mà cảm thấy một mình khẩu ốp Amanek là không đủ. Phải có thêm sự viện trợ của Nico. Round quan trọng đến từ Complexity. Một quả lửa được trả ra khiến cho Smoke Window bị lỗi nhưng Nico tạm thời chưa có cái mạng nào cả. Zaxi bây giờ đã bắt đầu đẩy khu vực lầu B rồi. Vẫn là một góc đứng đẹp. Và lượng thông tin này sẽ được G2 tận dụng một cách tối đa. Nhưng có vẻ như sau rất nhiều round thi đấu có ý định bắt bài thì round thi đấu này Nexa lại muốn mọi thứ chuẩn chỉ hơn. Một đội hình 2-1-2 mà thôi. Rõ ràng là với đội hình hai ốp thì phía của Zichu họ đang chia ra rất đều người. Amnesia kê cho mình khu CT. Bom Sai đang là Amnesia và Nessa. Bò chay ra mid đến từ Hunter. Không phải một quyết định quá khôn ngoan mà Blame F ngay lập tức có cho mình cái mạng đó. Với đội hình này có vẻ như Complexity họ sẽ muốn đánh tổng lực lên khu vực bom xe A. Flash được trả vào để dọa các thành viên phía Complexity khi mà không có ai đẩy ra cả. 2A 2B dễ hiểu mà thôi, nhưng Amanek cùng với Nexa cần phải làm tốt. Flash trả ra là quá trắng và Poison có một tình huống pick cực kỳ chuẩn xác. Vị trí đứng này của Nexa đã rất nhiều round thi đấu sử dụng rồi. Lần này Complexity có đoán ra đấy không? Đây, Nico, Nexa mỗi người làm một. Nhưng vị trí Nexa lộ ra thì khả năng cao không làm được hai, và đúng là như thế thật. Sẽ là đi xếp súng đến từ G2 Esports mà thôi, tôi chắc chắn là như vậy. Khi mà lượng tiền còn lại của Zach cũng không phải là quá nhiều nhưng có vẻ như muốn chơi lớn rồi. Nico đổi hẳn sang khẩu M4 để có thể retake một cách thành công. Bắt đầu đẩy vào. Từng vị trí đứng Complexity thực sự là quá quái. Một người đầu tiên bỏ qua Smoke và Nico không thể hạ gục được Blame F. Đồng nghĩa việc Zaxi nên đi xếp trong round thi đấu này. Quay đầu mà thôi. Nó là bạc phận rồi, ca khúc bạc phận rồi. 1v3 thì quá khó dành cho Jack rồi, không thể làm được gì. Thậm chí Instax của anh cũng có vẻ như là đoán định được vấn đề gì đấy. À không, chỉ là lên nhận nhặt cho mình quả orb thôi. 14-11 dành cho phía của Complexity. Nessa có cảm giác như cái góc đứng vừa rồi của anh đấy, anh ấy đứng phải 7 round liên tục rồi, không thay đổi. Round nào cũng đứng đấy luôn. Một người rất kiên Có vẻ trì. như là góc đứng sở trường, nhưng mà anh cũng chỉ đổi cho mình là được một, quá khó. Trời, tôi cảm giác bắt đầu round đấu map đấu này đang trôi với Zichu rồi. Chính xác là như vậy. Có thể thấy là Nexa thì là một người rất nhất quán trong lối suy nghĩ.
nhưng mà nó lại đang không đem lại hiệu quả được cho GA Esports, khi mà không chỉ về việc góc đứng mà chỉ số của anh chàng này trong map thi đấu này cũng không thực sự quá cao, và những mạng mà Nexa có thì lại không đem lại những cái impact quá lớn dành cho đội hình G2. À mà Nex có một góc kề đẹp, góc kề khá bất ngờ mà JKS không thể đoán ra. Sau rất nhiều round thi đấu thủng A thì bây giờ G2 sẽ quyết định tăng cường hỏa lực ở khu vực này, nhưng Playmap vẫn có cho mình một mạng. Ngay sau đó thì Nico có được mạng Playmap thành công, Jack đang đẩy lầu B rồi, ngay sau quả smoke có hôn nhau hay không? Ô. Ui. Sương khói tan đi Bình thì tĩnh Stark hơn, ngay lập tức hỏa mặt rồi. bình tĩnh hơn đến phía Stark. Lợi thế người ban đầu của Zichu đã không còn nữa rồi. Nhưng ở đây thì Nato Safix vừa có một tình huống bắn lỗi và Nico tát ngay vào mặt của Nato Safix. Tình huống đây là đang là 2v2. Poison kê thẳng khu vực short. Amanek và Nico đang có lựa chọn, đó là di chuyển cùng nhau ở khu vực Market đi vào. Với góc kê này Ui, thì góc quá khó dành cho, kê tôi này. đang định nói là quá khó dành cho Poison, nhưng quá khó dành cho Nico, nhưng không, Nico nói là không. Vâng, một tình huống retake chuẩn chỉ và Zichu Esports với kỹ năng cực kỳ cao của Nico. Trời ơi, chẳng bù cho người anh em Hunter. Vâng, đứng trong Thực side sự. chết, đẩy shot chết, ra đấu skill shot cũng chết. Còn cái gì sống được thì anh sống luôn đi. Cô Nhưng làm mà quá thực tốt trong tình sự huống này, các bạn nhìn thấy. Ui, hoàn tạp. một viên oan tạp, thêm một phát nữa đôi tạp. Vâng, anh trở thành một player ăn tạp luôn, mạng ai cũng chơi. Nico thì mặc dù chúng ta đã quá quen với những tình huống one tap đến từ cá nhân anh chàng này, nhưng mỗi một lần nhìn thì đều đem lại những cảm xúc khác nhau, lúc nào cũng như là lần đầu. Và có Cảm thể giác thấy rất là sướng lý mắt do đúng không tại Hana? sao chính xác nó gọi là Sengoku Montage. Đúng rồi, nó đã cái con mắt, mãn cái con nhãn luôn. Ui, lần này Hunter có lẽ không nên đẩy tiếp. Hunter đứng sâu smoke cũng bị chết ạ. Istak vừa có cho mình cái double kill, đi cả anh cả em, và Nexa thì nằm xuống ngay lập tức với một tình huống bắn tốt đến từ Playmap. Chạm tay vào match point rồi, chắc chắn là đây chứ còn ở đâu nữa. Vâng, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin rồi. Hai cháu ra đi nhanh quá. Rõ ràng một tình huống đẩy mid đến từ phía của, ui ôi, JKS còn tặng cho Amanek một viên vào đầu nữa cho cẩn thận. No hope. Quá khó, tình huống bắn quá hay, và rõ ràng đấy là một tình huống mà Complexity họ chủ động đẩy khu vực mid. Rõ ràng là một tình huống bắn thân sâu trong một khoảnh khắc của anh chàng Istak mà thôi đã là đủ để đội hình của Complexity ép G2 vào thế khó. Bây giờ Jack lộ tiếng ra đây, sấy hơi chờ đến từ Poison, nhưng rõ ràng là Jack lộ vị trí thế này thì cái cửa xếp được lại của M4 nó là không nhiều, và triệt hạ luôn đường kinh tế đến từ G2. Khó quá rồi. Và nhìn thấy những tình huống bắn của Instac, ui trời ơi, chúng ta có thể nhìn thấy là cái độ may mắn nó cao như thế nào, khác gì chúng Việt lốt đâu các bạn. Ui ui, vâng, vừa chạy vừa sấy cho cẩn thận. 30 viên Mark 10 trong khoảnh khắc chạy bắn thì không hiểu bằng cách nào hai viên lại găm vào mặt Nico. Hơi đen. Thật, chỉ có trách số phận thôi. Bạn thân ơi, là duyên số lại sinh ra chúng mình đấy. Mark 10 cho cẩn thận. Ca khúc đồi thông hai mộ đã vang lên ở khu vực Connect. Hunter và Nico ra đi trong một buổi chiều thu ấy. Rất khó. Quá khó dành cho gì chủ, quá khổ. Ui, bây giờ đi cứu match point thì match point đầu tiên lại là cái match point yếu tiền. Bốn khẩu lục và Hunter, một người mà đã chết chay không biết là lần thứ bao nhiêu liên tục rồi, thì lại cầm khẩu súng to nhất. Thực sự là G2 Esports họ đang để trôi hoàn toàn map thi đấu Mirage này sau một khoảng thời gian thi đấu sòng phẳng với đối phương. Không hiểu vì lý do gì. Quyết định là đẩy ram hay là chỉ là kê lại ram đây. Như vậy là quyết định là đẩy rồi. Rất nhiều bom mìn đang trên tay của Amanek cũng như là Nessa. Vâng, JKS cũng không phải của vừa. Anh cũng kê lại một cách cực kỳ bình tĩnh.
Lần này nó là đánh cố gắng stack đến 3A đến từ phía của Zichu. Phía bom site B chỉ có hai người. Nhưng vị trí của Blame F đang đứng trong khu vực đó ladder nhưng và hình như G2 không có thông tin này. Nhưng Nico check nó vẫn là quá cảm giác. Đúng, player chuyên bò mid thì không thể có hai, không kể nào Nato Sapphire đã là đẹp hơn. JKS liệu có mắc vào cái bẫy mà G2 đã giăng ra hay không đây? Đánh tổng lực lên MOMA rồi, G2 xuất trong 3 chân 4 cẳng chạy về A mà Nex lộ. Một đôi bàn chân có thể nói là giày hơi thừa xài, Nex xa có một tình huống bắn tốt. Nhưng chỉ còn lại một máu duy nhất mà thôi. Cửa thắng dành G2 Esports trong round thi đấu này thực sự là không có quá nhiều. Và nếu như họ để thua thì sẽ là trôi luôn cả map Mirage. Hunter lần này không chết chay nhưng cũng chỉ có một. Mọi hy vọng, niềm tin đều đặt vào Zach. 17 mạng, 17 mạng bây giờ cần phải lên 19 nhưng Zach trừ Ôi. 96 và trừ luôn 100. Nắng Mirage tiêu chết đời G2 và chúng ta cần phải đến map thi đấu thứ ba để biết rằng đội tuyển nào mới là đội tuyển có thể giành chiến thắng cho cặp thi đấu BO3 này. Rõ ràng trong cái tình huống vừa rồi thì